Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu và trao đổi điện thoại. Địa chỉ là số 66-27 đường Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha. Bên mình thì có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng và có thể tín dụng nha. Anh em nào trả góp thì cứ qua bên mình làm hồ sơ trả góp trực tiếp. Bên mình không làm online nha. Trong fanpage là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video. Số điện thoại của bên mình là 0839444400. Số thứ hai là 0604748 nha. Anh em nào muốn xem hình ảnh chi tiết máy trước khi chốt hàng thì mình cứ nhắn tin qua trong fanpage hoặc là Zalo. Thời gian làm việc là từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ tối. Chính sách bảo hành sẽ là 3 tháng một đổi một trong 30 ngày đầu tiên nha. Lỗi là sẽ được đổi máy khác luôn, không sửa chữa nha. Anh em là có nhu cầu mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại cứ liên hệ trực tiếp bên mình. Phụ kiện đi kèm theo máy là cáp sạc, một số máy thì mình hỗ trợ thêm tai nghe nha. Mọi thông tin chi tiết mình để dưới phần mô tả video, anh em chỉ cần kích vào phần mô tả video sẽ ra đầy đủ các thông tin cho mọi người tham khảo nha mọi người. Anh em nào coi video thì cho mình like, share, chia sẻ ủng hộ shop của mình nha. Thì đầu tiên hôm nay thì mình cũng có về một số máy giới thiệu tất cả mọi người luôn. K40 Gaming nha. Con này một con máy full box. Sạc zin theo máy nha. Con này màn hình OLED, chip Dimensity 1200. RAM là 8 bộ nhớ trong 128 nha, full box. Ngoại hình đẹp keng nha mọi người, 4,5 triệu. K40 Gaming. Xiaomi Mi 11T Pro. Full box luôn. 5.750.000 nha. RAM 12256, chip 888 nha. Con này kèm theo sạc zin nè, 120W luôn. Sạc con này thì tầm khoảng là mà chưa được 1 tiếng là đã đầy pin rồi nha. Camera 108 chấm, Mi 11T Pro. Xiaomi Redmi K50 Pro nha. K50 Pro, camera 108 chấm. Mấy con dòng Xiaomi tầm Xiaomi này thì xài rất là sướng luôn nha mọi người. Cực kỳ mượt luôn. RAM là 8GB, một nhớ 256, chiếu đẹp NCT là 9000 nha. 5.8 triệu nha, 5.8 triệu. K50 Pro. iPhone 7 nha, nhỏ gọn nha mọi người, iPhone 7. Pin thì thay rồi, báo bảo trì mà, nhưng mà pin 100 rồi nha. iPhone 7. 128GB luôn, 128GB. Ngoại hình còn khá đẹp nha, còn khá đẹp. Con này để nghe gọi rồi xài cực kỳ tiện lợi luôn nha mọi người. Giá bán của bên mình sẽ là 2 triệu nha, 2 triệu. Xiaomi 12X. 12X 5.550.000 nha, Mi 12X. RAM 8256 nha. Mi 12X nha. iPhone 13 trầy nhẹ thôi nha. Con này thì màu xanh lục bảo này, khá đẹp, ngoại hình tầm 98 nha, máy zin chuẩn nha. Pin 91 luôn, pin cao. iPhone 13 128GB. 11.850.000 nha. Tiếp theo là có một cây siêu phẩm nữa nha, Oppo Find X6. Khá đẹp. Camera cực kỳ hầm hố luôn nha. Những cái Oppo thì nó có những con có con chip xử lý hình ảnh rồi nè. Đây, chip xử ảnh Mali Silicon X nha. Nên là khả năng chụp hình của nó hoặc là quay phim cực kỳ đỉnh luôn. X6, RAM là 12, bộ nhớ 256, chip Dimensity 9200 nha. Giá bán là 10.250.000 nha, 10.250.000. X6 nha. Con này là con Oppo A16 nha. A16, RAM là 4.164GB. 2 triệu nha mọi người, 2 triệu thôi. Con này camera 3 camera sau luôn. Oppo A92 nha, hơi trầy, 2.250.000 nha. A92 RAM 8GB. Con này ra cũng hơi lâu rồi, màn hình Full HD. Xiaomi Redmi Note 11 nha, camera 50 chấm, màn hình OLED, chip Snap nha. Ngoại hình thì còn đẹp 98, RAM 6128 nha. Cây này giá bán của bên mình sẽ là 2.7 triệu nha, 2.7 triệu. Samsung Galaxy A23 nha.
RAM 4 128 ngoại hình đẹp nha. 2.750.000 nha, A23. Hôm nay mình về được hai cây A23 máy đẹp nha. Tới thời điểm này là những cái này còn khá đẹp này, nó còn siêu luôn nè. Khá đẹp nha. 2.750.000 thôi. Khá rẻ nha. Redmi con này con Vivo Y91C RAM 3 bộ nhớ trong 32GB nha. Hai sim. Con này nguyên zin luôn. Tới điểm này kiếm một cây zin này khó lắm nha. RAM 3 bộ nhớ trong 64GB luôn. Con này mình không biết con gì nữa, chắc Redmi 9C quá. Hai camera sau. Giá bán là 1.250.000 thôi. Con này là con Note 11S 5G nha. Note 11S 5G chip Dimensity là 810. Viền thì nó hơi cắn. Con này được cái sở hữu màn hình OLED nè. Camera 50 chấm. Máy ngoại hình thì nó hơi trầy cái viền xíu. Giá bán là 3.150.000 thôi nha. Redmi 12C RAM 4 128 ngoại hình đẹp. Redmi 12C 2.7 nha. Redmi 12C RAM 4 128. Xiaomi Redmi Note 12 Pro RAM 4 RAM 8 bộ nhớ trong là 256GB ngoại hình đẹp nha. 4.500.000 nha. Note 12 Pro 8256. Và mình có bản RAM 8128 nữa nha. 8128 giá bán là 4.150.000 thôi. Realme 10 RAM 8256 nha. Chip Helio G99 pin 5000 màn hình AMOLED. Con này màn hình AMOLED nha. Máy rất là mượt nha mọi người, khá là mượt luôn. Realme 10 8256. Giá bán của bên mình là 3.650.000 nha. Con này là con Vivo V23e. Màn hình con này nó có lưu ảnh khá là nhẹ nha. Con này sở hữu màn hình OLED mẻ kính một tí nè, sở hữu màn hình OLED, camera đẹp pin trâu. V23e này giá bán là 2.2 triệu. K30 5G 2.650.000 nha. K30 5G. K30 5G này RAM là 6 bộ nhớ trong 64GB, chip 765 nha, màn hình một tần số quét 120Hz luôn. Mi 12 Pro máy đẹp nha. Mi 12 Pro máy đẹp, màn hình đẹp. Mi 12 Pro nha, màn hình đẹp, RAM 8128 nha. Giá bán của bên mình là 6.9 triệu nha. Mi 12 Pro 6.9 triệu, máy đẹp. Cái này là cây Realme 6 nha mọi người. Ngoài anh hơi trầy, RAM 6128. RAM 4128 chứ. RAM 4128. 1.950.000 nha. Con này khá là mượt luôn, camera đẹp nha. Nó ra cũng hơi lâu nhưng mà tới thời điểm này một cái máy zin thì nó cũng hơi trầy xíu, nhưng mà được cái là máy còn zin chuẩn nha mọi người. RAM 4128. Samsung Galaxy S20 FE nha, phiên bản Việt Nam, RAM 8256, ngoại hình còn khá là keng luôn. 5.350.000 nha. Con này thì chạy chip Snapdragon là 865 nha mọi người. 865, camera đẹp, màn hình OLED nha. S22 Ultra hàng Việt Nam, máy trầy nha. Ồ, con này sườn nó hơi trầy nè. Giá tốt luôn. 10 triệu thôi nha, S22 Ultra chỉ có 10 triệu thôi. Khá rẻ nha. Vivo Y12S RAM 4128 nha. Còn này nước kính cam thôi, bên mình lười thay, mình không có sửa chữa máy nha. Thanh lý cho mọi người, 1.450.000 thôi. Oppo Reno 8 Pro 5G, máy keng 99, RAM 12256 nha. Khá là keng. 8 Pro 5G 7.950.000 nha. Samsung A22 5G 1 SIM RAM 4128 nha. Giá bán chỉ có 2.600.000 nha, 2.600.000 thôi. Note 20 Ultra 5G hàng Việt Nam, ám nhẹ thôi, 6.950.000. Note 20 Ultra 5G phiên bản Việt Nam thì sẽ ra 12 bộ nhớ trong là 256GB và được 2 SIM nha, được 2 SIM. Oppo N2 Lip nha, N2 Lip khá là keng, RAM 8GB, con này gập cực kỳ nhẹ và sướng luôn nha mọi người. Màn hình ngoài cũng cực kỳ tiện dụng luôn. Màn hình con này màn hình trong là 6.8, RAM 8 và chạy chip Dimensity là 9.000 nha. Giá bán chỉ có 9.900.000 nha, 9.900.000. iPhone 12 Pro Max nha, 12 Pro Max 128GB phiên bản Việt Nam màu trắng nha. Máy còn khá đẹp luôn, pin con này thì còn 85 nha, zin chuẩn màu trắng, giá bán là 13.200.000. Samsung Galaxy S22 LED nha,
hàng Việt Nam, chip 8 Gen 1. Con S2 2 lớp này xài cực kỳ sướng luôn nha mọi người. Nó lấy nét cực kỳ nhanh, nhanh hơn con S2 2 Ultra luôn. Nhưng mà viền con này thì nó hơi trầy, giá thì cũng tốt. 8 triệu 950 nghìn nha. S22 cộng, RAM là 8128GB. Mấy con Samsung đời cao này rất là mượt nha. RAM 8128, 2 SIM, chip 8 Gen 1 hàng Việt Nam. Samsung Galaxy S20 2 Ultra, RAM 8128 hàng Việt Nam, ngoại hình đẹp 98 nha. Có trầy nhẹ nha, trầy nhẹ. 8128, máy khá đẹp nha, khá đẹp. Cây này thì giá bán của bên mình sẽ là 12.850.000 nha, 12.850.000. S22 Ultra hàng Việt Nam 8128 nha. Samsung Galaxy M53 5G nha, máy đẹp keng 99, RAM 8128 nha. Phụ kiện new chưa xài luôn, máy đẹp không khác gì máy mới nha. M53 5G, RAM 8256GB. Không khác gì máy mới. RAM 8 mình như trong là 256GB nha, full box. Cái này giá bán của bên mình sẽ là 4 triệu 7 nha. 4 triệu 7 thôi. Poco M5, RAM 4 mình như 64, máy đẹp 99 nha, Poco M5. Máy đẹp keng 99. 2 triệu 350.000 thôi. 2350. Samsung Galaxy Z Fold 5 nha, màu xanh, máy đẹp phiên bản Mỹ nha. Phiên bản Mỹ máy đẹp. 22.500.000 nha, phiên bản Mỹ. RAM là 12 bộ nhớ 256GB. Z Fold 5. Bản Mỹ nha, máy đẹp keng 99. iPhone 14 Pro Max. Cây này ngoại hình đẹp 98, pin còn 100 nha, pin cao, hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam 128GB. Pin 100 luôn. Cây này giá bán là 19.850.000 nha, 14 Pro Max, 19.850.000. iPhone 13 Pro Max màu xanh lục bảo nha. Hàng Mỹ nha, phiên bản Mỹ, máy zin 128GB. Pin còn 89 nha, pin còn 89. Ngoại hình đẹp 98. Ngoại hình đẹp 98 nha. Giá bán là 15.350.000 nha, 15.350.000, 13 Pro Max xanh lục bảo. Samsung Galaxy Z Fold 3 bản hàng nha, ngoại hình khá đẹp luôn nha mọi người. Bản hàng thì sẽ là một SIM. RAM là 12 bộ nhớ trong 512GB luôn. Bản 512GB nha. Khá đẹp. Giá bán của bên mình là 12 triệu nha, Z Fold 3 bản 512GB, bản Hàn Quốc nha, máy đẹp nha, 12 triệu. Samsung Galaxy S22 Ultra, con này cũng phiên bản Hàn luôn, ngoại hình còn khá đẹp nha, màu trắng đẹp lắm nha mọi người. Bản Hàn thì sẽ là một SIM. RAM 12 và nhớ trong 256GB, màu trắng. Màu trắng khá là đẹp nha. S22 Ultra thì sẽ hữu camera 108 chấm, chip 8 Gen 1 nha. Cái này giá bán của bên mình sẽ là 12.950.000 nha. S22 Ultra 12.950.000, bản RAM 12GB. Z Flip 5, RAM 8 và nhớ trong 512GB luôn, 3 tháng 8 2024. Ngoại hình thì còn khá là đẹp nha, khá là đẹp. Giá bán chỉ có 14 triệu rưỡi nha, Z Flip 5 phiên bản chính hãng nha. Ngoại đẹp 98. Oppo Find X5 Pro nha, hàng chính hãng luôn, RAM 12 bộ nhớ trong là 256GB. Khá đẹp nha mọi người. Find X5 Pro giá bán là 9 triệu rưỡi nha, máy đẹp 98. Con này có chip Mari Silicon X nha, chip hỗ trợ hình ảnh, chụp hình cực kỳ ok. Samsung A73 5G, RAM 8128, 4.950.000 nha, ngoài đẹp 98, A73 5G. Google Pixel 6 Pro nha, RAM 12, bộ nhớ trong là 128GB, Pixel 6 Pro. Giá bán là 7.350.000 nha, ngoài đẹp 98, Pixel 6 Pro. iPhone 14 Pro Max 128GB, pin 86, ngoài đẹp 98 nha, 98%, hàng VN. Máy nguyên zin nha. 14 Pro Max 19 triệu rưỡi nha.
Samsung A14 5G 30/7/2024 ngoại hình đẹp ke nha, A14 5G 2.950.000. iPhone 12 hàng Việt Nam, pin 90, máy ngoại hình 97 nha, 8 triệu. Samsung S23 Ultra 30/8/2024, màu rất là đẹp luôn. Đây, S23 Ultra. Giá bán là 16 triệu 9 nha, 16 triệu 9. Vuông bóc màn hình đẹp nha. Oppo Reno 8 8 Pro 5G nha. Con này có con chip Mari Silicon X nha mọi người, con chip hỗ trợ chụp hình ảnh rất là hay luôn. Khá là đẹp. RAM sẽ là 12 bộ nhớ trong là 256 GB, giá bán là 6 triệu rưỡi nha. Vivo V27e RAM 8 bộ nhớ trong là 256 GB, con này mà cái vân lưng nó rất là đẹp nha, 4 triệu 9. Google Pixel 6a nha, con này máy demo nha, máy demo thì giờ fit rất là dễ luôn, giá cực kỳ rẻ, 3.850.000 thôi. Samsung A52 RAM 8 128 3.250.000 nha, A52. S21 5G 2 SIM, con này màn hình nó bị sọc nha. Đây, một đường thôi. 2.950.000 nha, 2.950.000. S22 Ultra. Máy Mỹ nha, 12.200. Con bóc máy đẹp nha. Xiaomi Redmi Note 12S nha. RAM 8 GB, bộ nhớ trong là 256 GB luôn. Con này máy rất là đẹp, camera 108 chấm nha, đẹp keng. Giá bán của bên mình Note 12S này giá là 3 triệu 9 nha. Oppo Reno 8 Pro 5G. 8 Pro 5G nha. Con này hàng chính hãng, ngoại hình đẹp keng 99 nha, giá bán là 7.950.000. iPhone 12 Pro nha, con này thì pin thay rồi, pin thay pin rồi nha, 128 GB. Hoàn trời nhẹ nha, trời nhẹ. Giá bán chỉ có 9 triệu 8 nha, 9 triệu 8 thôi, 12 rồi. Pro Max ZA bản 2 SIM, pin 83, ngoại hình tổng thể 97, 13 triệu nha. Mi Mix 4 6.8 triệu, RAM 8 bộ nhớ trong 256 GB, máy xách tay chưa tiếng Việt nha. Con này camera trước là ẩn dưới màn hình nha. Máy thiết kế cực kỳ đẹp luôn, Mi Mix 4. Ngoại hình tổng thể tầm 97 nha. iPhone 12 Pro Max 128 GB, pin 85 nha. Ngoại hình đẹp 98, màu xanh 13.2. Q5 Pro RAM 8 256, chip 870, 4 triệu rưỡi nha, Realme Q5 Pro. Oppo Reno 8T RAM 8 256, 4150, ngoại hình hơi trầy nha, Reno 8T, 4.150.000. iPhone 13 Pro Max pin 89, máy đẹp nha, máy đẹp màu xanh. Hôm nay mình giảm giá con này còn 15.7 nha. 12 Pro Max 256 GB, pin 82. Cây này giá bán là 13 triệu 9 nha, 13 triệu 9. Xiaomi Redmi Note 10 RAM 4 bộ nhớ trong 64, 2.250.000 nha, Redmi Note 10. Note 12S RAM 8 256 3.850.000 nha. Note 12S 8 256 3.850.
Vivo A33S RAM 8 128 2 triệu rưỡi nha, A33S camera 50 chấm. V17 Pro RAM 8 128 màn hình cong camera đẹp nha, Vivo V17 Pro 5 triệu 750 nghìn. Tai nghe của AirPods nha, AirPods hàng là phay 11 loại gỗ vàng 8 giờ nha. Con này là AirPods Pro 165 nghìn thôi, AirPods Pro nha. 165 nghìn. Đây là AirPods Pro Gen 2 nha, AirPods Pro Gen 2 175.000 nha mọi người, AirPods Pro Gen 2 mới 175.000. AirPods 2, AirPods 2 giá bán là 155.000 thôi, 155.000. Hôm nay mình còn được một ít thôi, thanh lý cho mọi người nha. Redmi K60. K60 nha. Khá là mượt luôn. RAM 8 256 nha, đã up ROM quốc tế rồi, quốc tế là Poco F5 Pro nha. K60. Giá bán của bên mình là 6 triệu 350 nghìn nha, K60 6350. Cái này là cây Samsung S21 Ultra nha, cây này thì ngoài hình hơi xấu xíu nha. Giá bán là thanh lý cho mọi người 7 triệu 8 nha, 7 triệu 8. Bản Việt Nam hai sim nha. Con này là con Mi 11T, ngoại hình hơi trầy tầm 98 nha, tầm 98. RAM 8 128, chip Dimensity 1200, camera 108 chấm, màn hình OLED nha. Giá bán của bên mình sẽ là 4 triệu 1 nha. Oppo Reno 10 5G, RAM 8 128, 6 triệu 950 nghìn nha. Reno 10 5G còn một cây, 6 triệu 950 nghìn. S22 LED nha mọi người, hàng Việt Nam, S22 LED. Con này xách tay nha, S22 LED, phiên bản này là phiên bản xách tay, sườn nó hơi cắn xíu. Giá bán là 8 triệu 150 nghìn nha, S22 LED. S22 LED sẽ chạy chip Snapdragon là 8 Gen 1 nha. Note 20 Ultra 5G nha, một SIM. RAM 12 256, 6 triệu 950 nghìn thôi, 6950 nha. Z43 2 SIM, RAM 12 256 nha. Con này máy đẹp 99, bên trong là nó phồng nè, nó hơi phồng cái màn hình xíu. Giá bán cực kỳ rẻ, 10 triệu rưỡi thôi. K40 Gaming, RAM 12, bộ nhớ trong 128, sườn nó hơi trầy nhẹ nha. Thanh lý 4250. K40 Gaming. Samsung Galaxy Note 20 2 SIM nha, 5 triệu rưỡi. Và mình về phiên bản Mỹ nha, phiên bản Mỹ máy đẹp 5 triệu 2 nha, Note 20. Hàng Việt Nam và bản Mỹ. Pixel 6a 4 triệu 9 nha, Pixel 6a. K40 bản RAM 12 bộ nhớ 256, chip 870. Camera 48 chấm, màn hình OLED 4 triệu 550 nghìn nha. V23 5G 3 triệu 750 nghìn, Vivo V23 5G. S21 Ultra 8 triệu 2 nha. Hàng Việt Nam, RAM 12, bộ nhớ trong 128 GB. S21 FE phiên bản Việt Nam, RAM 8 128 nha, 5 triệu 8 thôi. Z43 5G 2 SIM luôn, 12 triệu rưỡi, máy đẹp nha. Z43 2 SIM 12 triệu rưỡi nha. S20 FE hàng Việt Nam, chip 865, RAM 8 256, 5 triệu 350 nghìn. iPhone 13 nha, pin 85, máy đẹp 98 nha, 12 triệu. GT Neo 3T, RAM 8 256, 4 triệu 650 nghìn thôi, hành lý 4650. Realme 8, 2 triệu 7 nha, Realme 8.
Vivo V29e mới mua ra, được có 2-3 ngày thôi. Giá bán là 6 triệu 2, V29e nha, 6 triệu 2. Mà được mấy cái tai nghe thanh lý cho mọi người nha. Đây là tai nghe Moza. Moza nha. Tai nghe Bluetooth Moza. Cái này thì mình thanh lý cho mọi người với giá là 120.000 nha. Moza. Còn cái tai nghe Ava này thì giá bán của mình là 85.000 nha, 85.000. Còn được vài cái thôi, còn được vài cái tai nghe thanh lý cho mọi người đây. Đây. 85.000. Cái Beacon. Beacon này thì cao nha. Beacon này nghe hay cao nha mọi người. Beacon này thì giá bán của bên mình sẽ là 200. Còn 4 cái tai nghe thanh lý cho anh em thôi. Hết rồi, 4 cái tai nghe thôi. Oppo Watch. Oppo Watch nha. Thanh lý nhanh cái Oppo Watch nè. Đồng hồ Oppo Watch. Oppo Watch này thanh lý cho mọi người với giá là 900.000 nha, 900.000 Oppo Watch. Samsung Galaxy Watch 5 nha, size 40. Đẹp nha, size 40 Watch 5. 2.550.000 Watch 5 size 40. Size 40 tiếp Watch 5 nha. Con này là bản nhôm. Con này là bản nhôm nha, Watch 5 này, bản nhôm. Con này bản này hình như xài sim được luôn nha mọi người. Không, hai cái là bản nhôm thôi, hai cái là bản nhôm. 2.550.000. Cái này size 45 nha, Galaxy Watch 5 size 45. Size 44 nha, Galaxy Watch 5 size 44 nha. Size 44 thì giá bán của bên mình sẽ là 2.650.000 nha. Đồng hồ thì Watch 5 mình còn được 3 cái, thanh lý cho mọi người nha. Galaxy Watch 2. Galaxy Watch Active 2 size 40. Size 40 nha. Watch Active 2 máy đẹp size 40, giá này bán của bên mình là 900.000 thôi, 900.000. Size 40. Đây mình có đủ màu nha, màu hồng nè, màu màu đen nè. Mình có thêm size 45 nữa nha, có size 45 nữa. Đây. Khá đẹp nha mọi người. Đây size 45 nè, size 45. Active 2 size 45. Size 45 giá bán của bên mình là 1.050.000 nha. Đồng hồ đẹp nha. Còn mấy cái mà trầy trầy thì bên mình thanh lý cho mọi người với giá là 750.000 thôi. Còn đồng hồ khá nhiều anh em nào có nhu cầu thì lựa nha, qua lựa nha. Đồng hồ này đang thanh lý nha. Rồi, Galaxy Watch 3, trầy hơi trầy trầy thì giá từ 1 triệu nha, hơi trầy trầy thì giá từ 1 triệu. Đẹp là 1 triệu 6 nha, đẹp nè, đẹp 1 triệu 6 nè. Tùy theo tình trạng nha mọi người, có 1 triệu 3, 1 triệu 2 đầy đủ hết nha. Galaxy Watch. Tùy theo tình trạng. Mình có size luôn nha, size 41 và size 45. Watch 3 nha. Watch 3 khá là đẹp luôn. Đồng hồ Galaxy Watch 4. Galaxy Watch 4 giá bán là 2.150.000 nha. Galaxy Watch 4. Và mình có size Watch 4 Flagship size 45 nữa. Đây. Watch 4 Flagship size 46 chứ, size 46 nha. Mình có hai size. Đây, một size nhỏ này và size 46. Mấy phiên bản thép này khá là đẹp nha mọi người, đeo rất là đẹp luôn, mình cũng đang dùng nè. Con này pin khá là ổn, pin tầm 2 ngày nha. Cây này là cây đeo Votro nha, 3405. Đây, đeo Votro nha, 3405. Thanh lý ghế cho mọi người nha. Đẹp keng luôn. Votro 3405 nha. Anh em search này sẽ ra cấu hình nha mọi người. Hàng chính hãng luôn, Votro 3405. Cái này giá bán của bên mình sẽ là 6 triệu nha, đeo Votro.
Ok, nồi đồng cối đá nha. Đây, nồi đồng cối đá thiên bắc. Co i5. Thiên bắc nè, E409 nha, 409. Thanh lý cho mọi người thôi, với giá là 3 triệu rưỡi nha. 3 triệu rưỡi, thiên bắc 490. 3 triệu rưỡi nha. Ngoại hình còn khá đẹp luôn. Tiếp tục thanh lý nữa nha. Thanh lý. Con này là con đây. Acer A515 54 series nha, con này như coi 5. Coi 5 thế hệ 10 hay 11 vậy đó. Coi 5 thế hệ 10 nha, coi 5 thế hệ 10. Đều Vostro, con này là con Acer chứ. Acer. Thanh lý cho mọi người luôn nha. Coi 5 thế hệ 10, thanh lý cho mọi người với giá là 5 triệu rưỡi nha, 5 triệu rưỡi thôi. Lenovo ThinkBook nha, ThinkBook. Con này chạy chip Ryzen nha, ThinkBook nè. Ngoài hình thì nó có hơi cắn, hơi chạy xíu, hơi xấu nha. Thanh lý nhanh luôn. Đây, con này chạy chip Ryzen 5 thế hệ 4 nha. Thế hệ 4 Lenovo ThinkBook. Đây, giá rẻ nha. Thanh lý cho mọi người 5 triệu nha. ThinkBook nè, 14G2 nha. Con này chạy chip Ryzen 5 thế hệ 4. ThinkBook nữa nha. Đây, Lenovo ThinkBook, nồi đồng cối đá nha. Máy toàn zin không. Con này là T480 nha, 480. Máy này máy Mỹ nha mọi người. ThinkBook. Thanh lý cho mọi người nhanh nha, 3 triệu. 3 triệu thôi. Đây, bắt rồ nha, 11 inch, 256GB, đời 2018 nha. Máy đẹp keng 99 nha mọi người, keng 99 luôn. Có tặng bao da luôn nha. iPad Pro 2018. Giá bán là 10 triệu rưỡi nha, bản 256GB. Cái này là cái Lenovo M10 Full HD LED nha, RAM 4GB 64, màn hình con này 10 chấm mấy gì nữa. Giá bán của bên mình chỉ với giá là 2 triệu 7 thôi. 2 triệu 7 có một con máy màn hình khá là to, nghe gọi như điện thoại luôn nha. Cái này cái Samsung Galaxy Tab S7 FE nha. Con này có xài SIM, loa AKG, RAM 4GB 64 nha. Hoàn tổng thể còn đẹp, khá đẹp, màn hình khá là to nha, màn hình 13 inch luôn. Tab S7 FE này có xài SIM, giá bán của bên mình sẽ là 5.850.000 thôi, 5.850. Samsung Galaxy Tab S8 5G nha, còn một cây duy nhất nha, 8.2 nha, bản 5G, chip 8 Gen 1, màn hình 2K. Cây này là cây máy màn hình khá là to luôn, Seoxin Bud Pro 2021, một cây máy Lenovo, RAM 6GB 128, màn hình độ phân giải 2K, chạy chip Snapdragon là 870 nha, giá bán của bên mình là 5 triệu rưỡi. iPad Gen 8 32GB nha, Gen 8 32GB, giá bán là 4.850.000, Wi-Fi, con này màn hình là 10.5 inch nha. iPad E1 nha, 16GB, 2.1 triệu nha, iPad E1 16GB, 2.1 triệu, màn hình 9.7, độ phân giải 2K nha. iPad E1 tiếp, 2.1 triệu nha. iPad Gen 7 nha, con này 32GB, giá bán là 4 triệu rưỡi nha, Gen 7, 32GB, 4 triệu rưỡi.
iPad Gen 8 32GB. 32GB tiếp nha. Cái này giá bán là 4 triệu 8 nha. iPad Pro 4G, iPad Pro nha, 2017 nè, 4G 128GB luôn. Màn hình 9.7 nha, iPad Pro. Con này thì màn hình nó đã có tần số quét rồi nên nó khá là mượt luôn. Giá bán của bên mình chỉ với giá là 4 triệu rưỡi nha. iPad Gen 7 nha mọi người, máy đẹp, Gen 7. 4 triệu rưỡi nha. iPad Gen 9 64GB, máy đẹp nha, 5 triệu rưỡi, Gen 9 64GB. MacBook E-M1 nha, full box luôn, full box. Ngoài đẹp Gen 99 nha, E-M1 nè. Gen 99. À, còn hộp sạc đầy đủ nha. Con này là phiên bản 256GB, chip M1, RAM là 8GB nha, hàng Việt Nam, hàng Việt Nam M1 nha. Cây này thì giá bán của bên mình là 13 triệu 2 nha mọi người, 13 triệu 2 M1. Mình có hai màu nha, hiện tại mình đang có hai màu, màu vàng đồng và màu này là màu gray nha, M1 nha. Máy tính bảng nha, con này là Lenovo M10 Full HD LED nha mọi người. RAM 4GB, màn hình là 10 inch nha, máy đẹp. Giá bán là 2 triệu 7 nha, 2 triệu 7. iPad nha. Samsung Galaxy S10 5G, RAM 8GB, phụ nhớ trong 256GB nha, 3 triệu 9. S21FE, RAM 6128 nha, 5 triệu 9, máy đẹp nha, S21FE 5G. S20FE, bản 1 SIM, bản này bản Canada nha, 3 triệu 850.000, S20FE, RAM 6128GB. Samsung Galaxy A54, 2 SIM, RAM 8128 nha, máy đẹp 98. 5 triệu 8 nha, A54 5G, 5 triệu 8. Samsung M53 5G nha, con này chạy chip Dimensity, RAM 8 1 nhớ 256GB, ngoại hình hơi trầy tí nha. 4 triệu 350.000. S21FE 5G 2 SIM, RAM 8128, máy hơi trầy xíu, hơi trầy tí nha, 5 triệu 8. Samsung S10e bản Mỹ nha, RAM 6128, 2 triệu 950.000, S10e bản Mỹ còn 1 cây. Z43 2 SIM, ngoại hình 97 nha, giá chỉ có 10 triệu thôi, Z43, 10 triệu. S22 Ultra hàng Việt Nam nha, 10 triệu 2 nha, S22 Ultra hàng Việt Nam, RAM 8128, máy đẹp, 10 triệu 2. S21 Ultra hàng Việt Nam, ngoại hình 97, 7 triệu 9 thôi. M34 5G, bảo hành từ tháng 10 2024 nha, 4950, tính là mới mua. S20 LED 5G, RAM 12256, 4850 nha, 4 850 nghìn. Note 20 Ultra, phiên bản Mỹ, 2 SIM nha, 8 triệu 2. S22 Ultra 2 SIM, RAM 12256, 14 triệu rưỡi nha, hàng Việt Nam, máy đẹp. K50
Cây này là cây S21FE RAM 8256 nha, ngoại hình thì đẹp tầm 98 nha, 8256GB chỉ với giá 5.950.000 thôi. Con này là S20FE hàng Việt Nam sẽ là chip 865 RAM 8256 5.350.000. A54 5G, cây này hơi trầy xíu này, 5.400.000 thôi. RAM 8128 nha, A54 5G, trầy nhẹ xíu không ảnh hưởng nha mọi người. Z4 4 2 sim RAM 12 256 16.900.000 nha, hàng Việt Nam nha. Z4 4 còn này là S21FE 2 sim 8256 5.650.000 nha. S21 Ultra hàng Việt Nam, máy đẹp nha, 10 máy đẹp 8.500.000 nha. S22 Ultra phiên bản Mỹ 12.250.000 nha. S22 Ultra phiên bản Mỹ 8128 nha. A54 5G bảo hành từ tháng 7 2024 5950 RAM 8128 máy lay new luôn, không trầy xước gì nha. A03S RAM 4664 1.550.000 thôi. Samsung A53 5G 4.450.000 nha. Ngoại hình hơi trầy xíu. A33 5G RAM 6128 3650 nha. S22 Ultra hàng Việt Nam 2 sim 13.700.000 nha. Bản RAM 12, tôi nhớ trong là 256GB. Note 20 Ultra hàng Việt Nam 6.950.000 thôi nha. S22 Ultra 3 tháng 7 2024 13.300.000 nha. S22 Ultra RAM 8128 máy còn đẹp 98. S21 Ultra 5G 7.900.000 nha. Z Flip 3 5G RAM 8256 máy 98 6.250.000 nha. Z Flip 3 5G 8256 bản 1 sim nè, style ngoài đẹp ken 6.500.000. Z Flip 4 nha, Z Flip 4 chỉ với giá là 8.200.000 thôi, hàng chính hãng nha. Z Flip 4 Z Flip 3 nè, con này một sim 8256, ngoại hình hơi trầy xíu nha, giảm giá cho mọi người còn 6.000.000 nha. 6.000.000 Z Flip 4 8.200.000, máy đẹp 99 nha. Z Flip 3 5G hàng Việt Nam máy 97 nha, 97 6.200.000 luôn. Z Flip 4 máy 97 nha, giá cực kỳ rẻ bằng Z Flip 3 luôn, 7.350.000 nha. Z Flip 4 Sharp R6 nha, RAM 12 128, camera Leica, máy thì ngoại hình còn khá đẹp nha mọi người, giá bán là 4.900.000 nha. Sharp iPhone XS Max 64GB pin 80 nha, giá bán chỉ có 5.800.000 thôi. 5.800.000 iPhone 11 Pro 64GB pin 96 7.150.000 nha. 11 Pro 64GB pin 100 7.150.000. iPhone 12 64GB pin 84 này, ngoại hình đẹp nha, đẹp như đẹp 99 luôn, 8.200.000.
iPhone 12 Pro lock nha mọi người, 128GB pin 87, giá hôm nay chỉ có 7 triệu 8 thôi nha, 12 Pro. iPhone 12 Pro Max máy lock nha, hôm nay mình giảm cho mọi người còn 10 triệu rưỡi nha, 12 Pro Max 128GB máy lock. 12 Pro Max 256GB pin 85 nha, 13 triệu rưỡi nha, 13 triệu rưỡi. Còn một cái iPhone 13 128GB pin 86 nha. Ngoại hình đẹp 98, đẹp 98 nha. Giá bán của bên mình là 11 triệu 6 nha, 11 triệu 6. iPhone 11 hàng Việt Nam, máy đẹp nha, máy khá đẹp luôn. Con này 128GB nguyên zin nha. Pin thì còn dung lượng 83% hàng Việt Nam. Giá bán của bên mình là 7 triệu nha, 7 triệu. Oppo Reno 6Z 5G, màn hình nó lưu ảnh nhẹ nha. Đây, nó có lằn nhẹ nè. Nhẹ thôi. Đây, mờ lên xíu rồi nha. Giá bán là 2 triệu 6 nha. 6Z 5G 2 triệu 6. iPhone XS Max 256GB. Con này màn thay rồi nha, màn hình GX nha. Thay nhưng mà không thông báo. 256GB, pin 100 luôn, pin cũng chắc thay mới rồi, 100. Pin 100 luôn. Giá bán của bên mình sẽ là 4.950.000 nha, 4.950. Samsung S20 Ultra. Ngoại hình đẹp nha. S20 Ultra này giá bán của bên mình sẽ là 5 triệu rưỡi nha, S20 Ultra. iPhone 12 máy đẹp nha, iPhone 12 ngoài nó hơi trầy nè, hơi trầy xíu nha. Đây, iPhone 12 pin 86, con này giá bán của bên mình là 8 triệu 2 nha, iPhone 12 pin 86. Z Flip 3 5G hàng chính hãng nha, máy đẹp lay new, không một vết trầy nào hết nha, lay new không một vết trầy nào hết. Z Flip 3 5G giá bán là 6.850.000 nha, 6.850.000. Realme 9i RAM 6 128 nha, 2.650.000. Realme 9i. Realme 7i RAM 8 128 nha, 2.500.000. Realme C17 nha, hơi trầy xíu, 2.350.000. Pin con này cũng khá là trâu bò, RAM 6 128. Realme C21i nha, RAM 4 64, 2.050.000. Pin 6.000, màn hình 6.5 nha, C21i. Và anh có C25i RAM 4 64, 2.100.000 thôi, C25i. Mấy con máy pin trâu, màn hình to thì mua mấy cái dòng Realme nha, tầm 2 triệu là màn hình cực kỳ to, pin tới 6.000 không. Realme 7 nha, RAM 8 128, 2.500.000, RAM 8GB, màn hình Full HD. Realme C51, RAM 4 64, 2.350.000, máy rất là đẹp nha, C51. Realme Q5 5G 3.850.000 nha. Con này RAM 12GB, bộ nhớ trong là 256GB nha. Chạy chip Snapdragon là 695 5G nha. Con này là con Lead Phone 1 RAM 12, bộ nhớ 256GB. Một con máy đến từ Leica, camera Leica, màn hình cong, ám cực kỳ nhẹ thôi nha, ám cực kỳ nhẹ thôi. Máy của Leica thì chụp hình thì anh em phải hiểu là nó khá là đỉnh luôn. Giá bán chỉ có là 5.500.000 nha, 5.500.000. Máy đẹp 99, còn được 2 cây Lead Phone 1. Google Pixel 6A nha, RAM 6 128, 4.900.000. Pixel 6A. LG V50 ThinQ 2.450.000 nha, V50 ThinQ. OnePlus Nord 10 5G nha, 3 triệu, máy đẹp 98%, Nord 10 5G, chip 690 nha.
Motorola 5G ICM chip Snapdragon là 750, 2.850.000 thôi. Con này là con Oppo K10 3.900. LG vơ vẹt nha, RAM 8128, máy đẹp 99, 2.950.000, LG vơ vẹt. Poco M4 Pro 5G, RAM 4/64, máy đẹp 99 nha. 2.950.000 thôi. M4 Pro 5G nha, mình có hai màu, màu gray và màu vàng. Sạc cáp zin đầy đủ nha, M4 Pro 5G. Samsung Galaxy Z Flip 3, hàng chính hãng Samsung Việt Nam nha. Full box, ngoại hình đẹp không khác gì máy mới nha, không một vết trầy, lay new, hàng chính hãng nha. Giá bán là 6.850.000 thôi. Z Flip 3 5G, hàng chính hãng, RAM 8128, máy đẹp lay new nha, không một vết trầy nào hết nha. Hôm nay thì mình mới về. 6.850.000 nha. Oppo A98 5G nha, RAM 8/256GB, 5.500.000, máy rất đẹp luôn. Oppo A96 nha, 3.500.000 nha, máy đẹp 99, A96, 3.500.000 thôi. Oppo A77S, RAM 8GB, A77S nha, 3.500.000 luôn. Oppo Reno 8 5G, máy đẹp keng 99 nha, Reno 8 5G, 6.000.000. Oppo K10 5G nha, RAM 8128, 3.900.000, K10 5G. Oppo A96 nha, con này xách tay, chính hãng của con này là con hình như là, chính hãng của con này hình như là con 8Z 5G nha. RAM 8 bộ nhớ trong cũng 256GB luôn. Giá bán của bên mình sẽ là 3.500.000 thôi, 3.500.000 nha. Xiaomi, con này là con Redmi 10, RAM 4/64, máy đẹp 99 nha. Mình có hai màu, màu xám và màu trắng và màu thêm cả màu xanh nữa nha. Giá bán là 2.250.000 Redmi 10 nha. K40S RAM 8 bộ nhớ trong 128 nha, 4.550.000 K40S, bản RAM 8GB, camera 48 chấm, màn hình OLED, chip Snapdragon 870 nha. Xiaomi Mi 11T RAM 8/128, máy đẹp 99 nha, 4.400.000 Mi 11T. Poco C40 RAM 4/64, con này chạy chip khá là mạnh nha, chip 680, 2.150.000 thôi. Mi 10T Pro 5G, con này màn hình mà 144Hz nha, RAM 8 bộ nhớ trong là 128, chip 865, camera 108 chấm, pin 5000, giá bán là 3.900.000 nha. Mi Note 9 Pro RAM 6 bộ nhớ trong 64GB, 2.450.000 nha, 2.450.000. Xiaomi Redmi Note 11 Pro RAM 8/128, 3.550.000. Máy đẹp thì 3650, này máy đẹp 3.650.000 nha. Con này là con K40, màn hình OLED, chip 870, RAM 6/128, máy xách tay 3.900.000. Con này là con Xiaomi CV2, RAM là 8/128 nha, màn hình cong, màn hình viên thuốc giống như iPhone 14 Pro Max nha. Giá bán của bên mình chỉ có là 5.000.000 thôi, 5.000.000. Xiaomi Mi 11T nha, RAM 8/128, ngoại hình còn khá đẹp luôn, tầm 98% nha. Con này thì màn hình OLED, camera 108 chấm, chip Dimensity 1002 nha, 3.950.000 thôi. Redmi 12 RAM 4/128, 2.800.000 nha, máy đẹp 99, Redmi 12. K30 5G RAM 6/128, máy xách tay nha, con này chạy chip 765, có hỗ trợ 5G, màn hình một tần số quét là 120Hz nha. Màn hình khá to, màn hình Full HD nha, 2.700.000. Siêu phẩm nha.
Mid 43 RAM là 16 bộ nhớ trong 512GB, chip 8 Gen 2 Mid 43, một con máy màn hình gập nha, gập cực kỳ đẹp luôn. Máy đẹp keng 99. Giá bán là 23.900 nha. Mi Note 10 Pro RAM 6128 màn hình ám nhẹ nha, 2.450.000. Xiaomi Mi 11T RAM 8256 4.650.000 nha, bán 256GB. Mi Note 9S RAM 6128 nha, 2.200.000. Mi Note 9 Pro 5G RAM 6128 nha, 2.950.000. Mi Note 12 RAM 4128 nha, 2.550.000 nha, Mi Note 12. Con này là con Xiaomi 13 Lite nha. RAM 8256 hàng chính hãng, 6 triệu. Note 8 Pro RAM 6128 1.900.000 nha. Con này chạy chip G90T, camera 64 chấm nha. RAM 6 cũng như trong là 128GB. Mi Note 12S nha, RAM 8256, camera 108 chấm luôn, mặt lưng trầy nhẹ 98 nha, 3.800.000. K50 RAM 8128, K50 nha, giá cực kỳ rẻ, chỉ 4.550.000 thôi, ngoài đẹp 98 nha, K50. Xiaomi 12 Pro ám cực kỳ nhẹ luôn, 6.500.000 nha. Mi 12 Pro chip 8 Gen 1, camera 50 chấm. Mi Note 12 Pro RAM 8256 nha, 4.750.000. Note 11S RAM 8128 đẹp 99 nha, 2.950.000 nha, Note 11S. Vivo T1X nha, RAM là 4.164, 2.400.000 thôi, T1X. Vivo V25 Pro RAM 8128 nha, 5.750.000 nha, ngoại hình đẹp 98 nha, V25 Pro. Vivo S1 Pro nha, RAM 8128, camera con này là 48 chấm nha, màn hình OLED, giá bán hôm nay chỉ có 2.300.000 thôi nha, S1 Pro. Vivo Y53S nha, RAM 8128, 2.700.000 nha, RAM 8GB, camera đẹp. Vivo Y35 RAM 8128 nha, 3.300.000, máy đẹp keng 99, Y35. Vivo Y22S nha, RAM 8GB, máy đẹp keng 99 nha, 3.000.000. Vivo Y55 màu trắng nha, con này sở hữu màn hình OLED, camera đẹp, pin trâu nha, 3.300.000 nha, Y55. Vivo V27E RAM 8 bộ nhớ 256GB, máy đẹp 99 nha, V27E 4.900.000. Vivo V23E nha, RAM 8128 nha, 3.150.000 thôi. Vivo V25E mình có màu vàng và màu xám như thế này, 3.800.000 nha. Đây, màu vàng nữa nha. Vivo V25 Pro RAM 8128 5.900.000. Vivo Y33S nha. Ba con này giá bán là 2.500.000, camera 50 chấm luôn và pin 5000. RAM 8GB. Con này là con Vivo Neo 6 nha, một con máy chụp hình siêu đẹp luôn nha. Neo 6, máy đỉnh của dòng Vivo. Giá bán chỉ có 6.200.000 nha, 6.000.000 thôi. Vinmark Aris Pro, camera ảnh dưới màn hình, chip 730, camera là 64 chấm nha, camera sâu 64 chấm. Con này RAM 8128 nha, 2.750.000. Và có Vinmark Aris nữa nha. Đây, Aris thì hiện tại mình đang có hai phiên bản, bản RAM 6 bộ nhớ trong 64 là 2.550.000 và bản RAM 8128 là 2.650.000 nha. Phiên Aris, Aris thì cấu hình nó giống như con Aris Pro thôi. Máy khá là đẹp luôn.
Pinmax Star 5 RAM 3 bộ nhớ trong 32GB 1.350.000 nha. Pin 5.000 luôn. Và mình có Pinmax Choi 4 nha. Đây, Pinmax Choi 4 RAM 6 bộ nhớ trong 64. Con này ngoại hình đẹp tầm 98 nha, 1.850.000 nha, Choi 4. Và mình có RAM 4 bộ nhớ trong 64GB cũng ngoại hình 98 luôn, ngoại hình 98 luôn nha. 1.750.000 nha, Choi 4 RAM 4 bộ nhớ trong 64GB. Pinmax Choi 4 nha. RAM 3 bộ nhớ 64. Còn này máy ta mà máy này như ép kính rồi nha. 1.450.000 thôi. Và mình có bản RAM 3 bộ nhớ 64, máy Lineal nha. Máy này máy từ hãng bán ra nha. 1.950.000. Sony Xperia 5 Mark 2 nha mọi người. Hôm nay chỉ có 3.950.000 thôi. Sony. Ngoại hình tổng thể còn khá là đẹp nha. Vivo Neo 6 RAM 8 128 nha, 6.500.000 Vivo Neo 6. Vivo V25e RAM 8 128 máy đẹp 98 nha, 3.800.000 nha. V25e đang còn hai màu nha. Vivo V25 Pro màn hình cong, máy đẹp 99, lay new luôn. RAM 8 128 nha. 5.900.000. Vivo i33s, con này RAM 8 128 nha, i33s hơi chạy xíu, 2.500.000 thôi, i33s. Vivo V23e nha, 3.150.000 V23e. Này là Vivo V27e, máy đẹp 99 luôn, 4.900.000 nha, V27e, khá là đẹp luôn, 4.900.000. Siêu phẩm nha, Vivo Neo 6, RAM 8 128, 6.000.000 nha, máy đẹp keng 99 nha mọi người, Neo 6. Vivo, con này i22s, RAM 8 128 nha, giá bán là 3.000.000, i22s. Và mình có con i35. Máy đẹp keng 99 luôn, i35 camera 50 chấm này. Giá bán của bên mình là 3.350.000 nha. 3.350.000. Vivo S1 Pro nha, 2.300.000 S1 Pro. Con này thì RAM sẽ là 8GB, màn hình OLED nha. Vivo i55 RAM 8 128 máy đẹp 99. 3.250.000 nha, i55. Rồi, anh em coi video thì cho mình like, share, chia sẻ, ủng hộ kênh của mình nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình ạ. Nhớ like cho mình, like, share, chia sẻ, ủng hộ shop mình nha.